Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ tiếp tục bêm lệnh bài bot với khoảng hơn 20 con anh em ơi. Và ở cái bát này là bát 48 rồi. Khả mong anh em sẽ ủng hộ dài dài những cái bát sinh lệnh bài bot như thế này nha. Nói chung là một con tương đương là khoảng 200 xu. Thì nói thiệt anh em là đỡ mà nói thì tầm nhiêu này đỡ mà đánh thì nó có tốn cả tiền dạng thì Khả tốn khoảng tầm một video tương đối khoảng tầm 700.000 anh em ơi. Khoảng 700.000 cho đến 800 cũng có thể là 1 triệu tùy theo số lượng lệnh bài bot như thế nào nha anh em. Nhiều hay ít nha. Cái này có ai đánh không đây? Ok, không ai đánh, ok. Không ai đánh thì mình đánh đừng ai phá được nè em ơi. Nhanh phá lắm. Nói chung không sợ gì mà chỉ sợ phá thôi nè. Thiệt sự là chỉ sợ phá thôi, còn thiệt sự không phá thì khả đánh nhanh lắm nè. Rồi. Ếch này nó làm việc hết sẵn sàng cái việc vào việc thôi. Rồi ok, Khải sẽ nhắc 5 đồng vào trong. Đó, anh em thấy 5 đồng làm việc chưa? Ok chưa? Rồi ok. Và bây giờ bắt 48 xin phép bắt đầu anh em à. Rồi, tí nữa bot gần chết thì Khải sẽ cho con Thủy Yên nó cắn thêm cái may mắn hoa mai anh em. Hoa mai này cái cá nhân á, nên là không phải cắn số làm gì. Ok. 1 2 3. Đó. Nằm đọc bớt buồn. Đó, cái dạng làm việc thôi. Đơn giản nè. Đó, đây là tuần đầu tiên. Để xem thử ra gì nha mọi người. Đó. Cho họ có khách đồ may mắn lên đây. Anh này thì kháng full may mắn rồi nè. À, quất tựu các kiểu là điểu rồi. Thì chỉ việc giờ nhiệt đồ thôi. Biết có phá hay không phá chịu nè. Đồ kim độc tôm. Hello anh trai. Rồi, 15 đô. Hello anh em mới vô nha. Kiếm của anh giá tầm bao nhiêu vậy? Bản sắc 2 sĩ á. Kiếm đó hồi trước Khải mua 3 triệu nhưng mà hiện tại Khải đã phát sáng này nọ thì tốn vị trí khoảng tầm 4 triệu cái kiếm đó nè em ơi. Nhưng mà 4 triệu xong rồi á thì bây giờ cũng có người mua lại nhưng mà Khải không bán nè em ơi. 4 triệu nha anh em, hơn 4 triệu á mà Khải không bán. Làm kiếm chuyện kháng cả một cây vũ khí nè anh em à. Một cây vũ khí. Ok, chịu bỏ đồ cho đỡ nó chật chỗ anh em ơi. Khui. Một cây vũ khí, một áo, một nón. Ôi, nón nằm chậm anh em ơi. Sao là thần pháp sốt. Áo sốt. Sốt. Vừa đòi được một món họ nhưng mà không có gì nữa em ơi. 3 món họ. Hello anh em mới vô nha. Kính chúc anh em buổi tối xem live dễ anh em ơi. Anh em đang xem ở cái bát 48 xem bot lệnh bài này thì đừng quên đó là cho Khả một like ủng hộ chơi anh em ơi. Như bot này là bắt 48 rồi thì phải Khả xem lại video rồi đúng không? Vì Khả cấp trên kênh á thì không biết cái này phải bắt 48 không nữa. Tại vì đánh nhiều quá không nhớ, úp nhiều quá không nhớ anh em ơi. Khả xem lại trên kênh Khả chuẩn phải cách bắt cái bát 48 không. Để xem thử phải không anh em ơi. Mình nhìn nó mua hết mana rồi, từ từ giờ mua mana. Ôi con em đọc hết mana đâu. Từ từ mua cho nó cái túi cho tớ rồi nó quen bùa nè mày. Đợi chết từ từ cũng được, không có nô. Tại vì con em đọc nó không bùa được nên đánh hơi chậm á. Chứ vô bùa đánh lẹ. Hãy giờ mua túi tới nó nè. 50 xu. 1 ngày 60 xu, 50 xu rồi đó. Từ gì đây. Anh em thấy không? Bói đồ mà không phải cắn mấy nhân đầu luôn nè. Cũng cố gắng hên xui nè, đến giờ biết sao vậy. Rồi. Cho mày một túi tớ mà búp cho bùa, búp bùa cho anh sướng. Rồi, ra. Chết chưa chết. Ok, đã em đọc hết bùa đó. Vô bùa nó mới nhanh được. Đó, vô bùa, vô bùa, vô bùa, vô bùa. Rồi, cho mình dân vô bùa thả tiếp con. 1 2 3 đó. Cao trung họ, đại lực họ. Nhật đô, một bộ tay, một hai áo anh em ơi. Một tay hai áo. Anh em đang xem video này đừng quên cho Khải hơn 150 like ở video này. Lần này thì Khải sẽ tiếp tục cố gắng ra những bát tiếp theo anh em xem anh em ơi. Trước Khải ra bát 46 rồi, 47 rồi, đúng rồi, lần này bát 48 nha anh em. Lần này là bát 48 nha anh em. Bắt 48 rồi. Anh em có thể xem video ngắn ở trên kênh YouTube Khải hay up vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày nè em ơi.
những cái trận đánh lệnh bài bot như thế này á, Khả đều có thể lưu lại trên kênh YouTube để anh em có thể xem lại lần một lần hai nha anh em ơi. Rồi anh em đọc hết bùa của Giang Quốc anh em, full bùa rồi. Đánh khá là nhanh này. Rồi tiếp theo khui thêm hai ba con nữa gì bó đồ anh em ơi. Rồi gì bó đồ này, khui hạng, khui hạng gì đây, chọn không gì shop shop. Ui trời, vào tay khắn hỏa, ui vào tay khắn hỏa chừng hóa ngon kìa, ngon ngon ngon, giữ lại vào tay đấy, giữ lại vào tay này cũng được nè. Chừng hóa 11 không biết là võ đan nào xài hướng này không. Tại vì thường thường võ đan xài hướng khắn hỏa với chó rồi nè. À đây anh em ơi, quên chứ, quên khe của anh em là xếp được bắn, Khả đã lên được xếp được bắn 24 nha mọi người. Gia truyền xấu này đó, và con em ơi, con thí đang cắn full may mắn nha nè. Gia truyền xấu này, nhận 4 là 10 này, nhận 5 là 15 này, rồi ngọc bội 4 là 19 nha nè, xếp được bắn 19 nha mọi người đó. Rồi kèm với mặt nạ khăn may mắn 5 nữa là xếp được bắn của Khả lên được 24 may mắn nha nè đó. Xếp được bắn này Khả mua hết gần 10 triệu nè mọi người, gần 10 triệu điểm đồng. Hồi đó mua nói chung là cách đây mua cách đây hơn nửa tháng, một nửa tháng trước thì cứ gom gom lần lần mua được món nào mua thôi nè đó. Gia truyền xấu nhận 4, đa số dòng 1 nha mọi người, đa số dòng 1 nha, nhận 5 và ngọc bội mang 4. Ngọc bội này là có thể nó là ngọc bội no 1 anh em ơi. Ở server này thì ngọc bội nữ chỉ có cái 4 là cao nhất anh em ơi. Hôm trước là có 3 nhưng mà tầm này đã có là 4 rồi, thì Khả là xúc được cái nhận cái may mắn cái 4 này nha anh em. Đó. Rồi, vừa rồi được một đôi dây, một nón, một bao tay. Ở bắt này thì đánh 25 con anh em. Nên là anh em xem thì cứ từ từ mà chiêm ngưỡng thôi. Chứ giờ mà muốn kiếm nhiều không có anh em, tại vì cái lệnh bài boss nó có thời hạn anh em ơi. Có thời hạn đó, nên là gom không gom được nhiều, chỉ gom được tầm 25 đến 30 cái là bêm luôn. Chứ Khải muốn là gom một lần là 50 con rồi này nọ, 60 con đánh cho anh em xem mà hiếm lắm. Khó gom được kiểu đó lắm. À, ôi trời ơi, một có vẻ như là một cái áo. Ôi, ra chân sức luôn à. Ra một chân sức anh em ơi. Rồi gì à? Rồi khui anh em xem này. Vừa rồi như mình mới rớt một cái áo, một cái nón nữa ta. Khui anh em ơi, khui áo này. Hồi 30, nó sao nhỏ vậy? Sốp luôn. Ngọc cắn lôi 10, ít dữ người ta. Cắn mua lên 10 quá thấp. Lôi 15, sốp nè. Ôi, đôi giày chậm 20, tóc 27. Không yên thua. Đây, cắn lôi, sốp. Bỏ tay đỡ lại. Úi trời, nó còn thủ 2 điểm trời. Nhỏ thiệt sự nè em ơi. Đỡ cho đẹp chứ làm gì trời. Ngọc bội. Ôi hôm nay nó rất ngọc bội cấp 10 luôn nè. Vãi cái nồi, ngon rồi. Lần đầu tiên nay là hơn cả trăm con này. Nay mới thấy rất trang sức đó nè. Biết là thiệt sự là nó có rất hôm nay. Nó có siêu phẩm hay không đây. Hôm nay rất trang sức nè em ơi. Rất trang sức cấp 10 nè nè. Cái này dứt tí nữa một shop rồi nè em ơi. Cho anh em xem chim ngưỡng xấu dần cái thiệt sự. Cái nón này chả ai xài nè. Ngọc bội thắng lôi 15 cấp 10. Đôi giày làm chậm 20. Còn rác thôi. Vũ khí cũng rác thôi. Ok, lần này bước cho năm đọc cầm đi. Rác quá. Mấy cái rác này có thể cho anh em trong bang xài nha em. Bán thì không bán rồi, tại vì nó có rất là rẻ. Nếu mình cất hết cho anh em trong bang ai xài mình lấy xài thôi. Chứ không có bán được. Rất là một chân sức chả cái gì nè mày. Thắng lôi 15. Đó mà khẳng lôi 30 thì có tiền nè mày. Nếu mà khẳng lôi 30 thì có tiền ấy. Lôi 30 thì có tiền ấy. Ui. Ôi tiếp tục có một ngọc bội nữa nè em. Ôi chà. Ái chà chà. Tiếp tục cái một ngọc bội tiếp theo nè em ơi. Chấp chà rồi. Ôi mình thả lọt ra ngoài sao ta. Ok, tiếp tục có một cái bội nữa mày. Đục kiếm cái ngọc bội siêu phẩm này. Khui này. Trúng độc 40. Đục cái này không có phục hồi shop. Nón shop. Ôi áo không phục hồi luôn. Vãi nồi shop. Khăn lôi shop. Ôi giời ơi. Khăn lôi cả 5 điểm. Shop luôn. Có ra trang sức này mà. Ở bắt này là có ra trang sức anh em. Đồ, tưởng 540 có vài triệu thu vô anh em. Bữa giờ lỗ quá trời. Lần mày boss bữa giờ lỗ quá trời luôn nè. Ôi, có vẻ như bị lag rồi, thả chúng vị trí gốc lag rồi anh em ơi. Không đánh được boss rồi. Không bùa được boss rồi. Ton rồi.
Rồi, đó Khải bùa vô con trong. Đó, Khải bùa vô con trong đánh như kiểu này xong rồi đánh đúng không? Đó, Khải thả hai con vô trong anh em, ok rồi đó. Rồi, full bùa. Đồ, hai cái trang sức ngọc bội nè em ơi, mà toàn nịt với nịt. Cố lên. Chi tìm những trang bị siêu phẩm nào. Đúng rồi, đạt mắt may mắn rồi anh em, cảm giác đồ nó ngon, rất là ngon anh em ơi. Cho anh em xem lại, xem bán lên 24 nè mọi người. Thì nó cảm giác nó rất là đẹp luôn anh em ơi. Nên là cố gắng cái video này phải cố gắng tìm siêu phẩm cho anh em. Còn nếu không ra thì chúng ta sẽ tiếp tục những cái bát tiếp theo như là 49, 50, 51, 52 này nọ nha anh em ơi. Chỉ mong rằng ở video này á, sự đầu tư của Khải ở một cái video này á, thì anh em chỉ cần đỡ lại cho Khải 150 like hơn. Và hãy chia sẻ video này nhiệt tình giúp Khải anh em ơi. Và đừng quên, hãy nhấn nút đăng ký kênh. Nếu như anh em nào chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em. Và Khải hay live stream vào lúc 7:30 tối hàng ngày anh em ơi. Và cũng như up những video như thế này lại vào kênh vào lúc 11:15 hàng ngày nha anh em. Có cây kim, cố gắng cây vũ khí được anh em ơi. Cố gắng cây vũ khí cho đẹp anh em ơi. Có cây kim. Cố gắng cây vũ khí cho đẹp anh em ơi. Kim chất cây vũ khí cho đẹp luôn. Mong sao mà kim ra vũ khí cho đẹp anh em. Cố lên. Cơ hội vẫn còn đó. Cố gắng quay tay, vận may sẽ đến nha anh em. Đó. Đúng rồi, gom nhiều. Hiếm em ơi, gom không nhiều, không có được. Không có được nè. Mọc chết nè. Ôi con kim chết không có đồ luôn. What the hell, rất đăng trong đời vào nó chết không có đồ luôn em. Trời ơi chết tôi rồi. Rồi bù lại con thủy này các ơi. Bù lại con thủy các anh em. Trời ơi chết con kim không có một món đồ luôn. Vãi cánh ơi. Thôi chịu anh em ơi. Chết con kim mà không có món đồ luôn. Rồi con thủy này bù lại cái vũ khí này. Thủy bù lại cái vũ khí này. Ủa là cái vũ khí nè. Vũ khí. Ôi đúng một cái áo này mày nhỏ vãi. Hả. Ôi con kim con thủy hai con rồi không có gì luôn nè mày. Tính ra một con là hơn 200 xu. Nhưng mà được vài cái áo này được thu dưới đây. Thu. Ôi không có phục hồi. Áo đẹp ghê luôn. Phục hồi 40 cũng được đi. Nhỏ quá. Ôi áo kim cũng đẹp mà không phục hồi nè. À, ok hai cái áo to rồi. Áo kim cho đúng một áo này mà. Còn vừa rồi mít vũ khí hay gì đó. Mít luôn không có gì luôn. Năm độc không có lầm nè mà. Năm độc hãy xóa không có lầm. Năm độc hãy tắt rồi. Thi cũng tắt luôn. Thi cũng tắt không có lầm nè mà. Thi cũng tắt không có lầm. Đồ. Ở đó nhưng mà không có đồ này mà nhỏ thiệt. Chờ cái vũ khí kia mà không ra. Ai cố lên. Còn 6 con còn 10 con cuối cùng. Cố lên. Chưa sắp là game over là cứ ngô. Chưa hết mà người nam. Chưa mà 30 chưa phải là Tết em ơi. Chúng ta còn 10 con cuối cùng em ơi. 30 chưa phải là Tết. Nên là chúng ta vẫn có tia hy vọng em ơi. Chúng ta vẫn còn tia hy vọng. 30 chưa phải là Tết. Vẫn còn tia hy vọng. Một áo, một đai, một giày. Ok. Ở con này được gì đây? Kim này. Thủy. Đồ, cố gắng kiếm cái vũ khí đẹp. Ngọc bội. Phải cho rồi ngọc bội thủy hả ta? Đồ, một con đúng một cái ngọc bội anh em ơi. Rồi. Tiếp theo phù gì à? Cho anh em xem đồ. Bối đồ. Tiếp tục là một ngọc bội anh em. Làm cái siêu phẩm yên tớt này. Áo thủy, số. Ôi, trời ơi, có 30 phục hồi. Chọn 40 luôn anh em mà cá ngon tóc quá. Đồ, có vẻ đúng là mình lên được xếp may mắn 24 kiểm giác đồ. Nhìn hoàn toàn anh em, nhìn vãi chướng luôn anh em. Chân lạnh lắm rồi. Bỏ này. Áo rồi được phục hồi 40 dòng cuối nè. Không sao được. Kiếm 20 triệu yên tết nè. Ôi đôi giày kháng ngõ 11, 29 triệu rồi. Này không ai xài đâu mà shop đi.
Thực sự hôm nay không ai sai. Đâu, đại lượng chân lực cao. Rồi này, hết rồi. Oh yeah baby. Yeah yeah. Đồ. Nó phải như thế chứ anh em. Ôi gì là. Ôi là là. Ôi. Hay quá anh em ơi. Họ đây rồi. 540. Cái này bèo lắm bán được hơn 2 triệu Việt Nam đồng anh em ạ. Hơn 2 triệu cho đến 3 triệu Việt Nam đồng ở cái ngọc bội này. Sinh lực nỗ lực quá đẹp. Không gì để cho này dòng 1 luôn. No 1 saver. 40 500. Sinh lực nỗ lực. Quá đẹp luôn em ơi. No 1 server. Có vẻ là no 1 server. Quá đẹp, quá đẹp, quá tuyệt vời. Ở cái bắt này không làm ta thất vọng anh em ơi. Không làm anh em thất vọng. Ủa sao không thấy gì đứng yêu. Không làm anh em thất vọng ở cái bắt này anh em ơi. Quá hay, quá hay. Ui. Quá hay, quá hay, quá hay. Hàng về, hàng về. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ok anh em ơi, giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Anh con hợp kim, hợp kim, hợp kim. Ôi hợp kim áo dày. Áo dày không anh thua ơi. Ai có vẻ bù được số tiền lỗ anh em ơi. No 1 luôn em, no 1 khẳng định em là no 1 luôn em à. Khẳng định em là hiện tại nhập bộ này là dòng 1, no 1 luôn. Ôi trời ơi, siêu phẩm. Quá tuyệt vời, sinh lực lực quá pin anh em ơi. Gió đang đâu. Gió đang đâu. 540. Gió đang quyền. Gió đang quyền đâu. Úi trời ơi. Quá đẹp anh em ơi. Gió đang quyền đâu. Quá đẹp luôn em ơi. Chuẩn năm hành của gió đang quyền luôn. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Gió đang quyền nè. Rồi cái băng bỏng nè. Rồi con lông đao nè. Trời ơi cái ngọc bòi này thiên vương bang nó cũng xa luôn nè. Nói chung là ngọc bòi này tầm này là no 1 rồi. No 1 của no 1. Ok, quá tuyệt vời em ơi. Có tiền, có tiền. Thôi 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 thôi, lông đàm bại nữa. Shop cái ngọc bội là chất luôn á người anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ diệt cất cái ngọc bội này vô rừng cái. Tính tiếp tí nữa, bỏ đồ tiếp sau anh em ơi. Cho anh em xem nha, cất vô rừng cái lờ bán chất luôn. Rồi ra nhặt đồ này cái gì coi tiếp. Siêu phẩm, quá đẹp. Đó, anh em thấy chưa. Cái sự đầu tư mình nó phải thu lợi lại chứ anh em. Tính ra là xếp mình bán gần 10 triệu thì thu được ngọc bòi chắc còn bán bèo lắm không được 3 triệu nè. Cái ngọc bòi đã bèo lắm phải được 3 triệu 45 kim thiệt sự nè em luôn. Bèo lắm dẹ rẻ lắm phải 45 kim. Đó thiệt sự luôn. Quá đẹp anh em ơi. Ngon lành. Ok bây giờ chúng ta sẽ cho giá được bán. Tự anh em nói sao. Ngọc bòi áo. Đó, tiếp tục tha con cuối này. Rồi, một kim một mọc. Một kim một mọc. Về bờ con kim ơi. Về bờ con kim nào anh em. Ai gì bỏ đồ cho anh em xem ạ. Về bờ con kim nào. Về bờ con kim ơi. Con kim tí nữa nó chấp mà ra cây vũ khí nữa là ok luôn em ơi. Đang hóng vào cây vũ khí kim. Anh bán bánh đồng cá là trời ngon dữ ta. Quá đẹp anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bói. Ôi cái xếp con kim rồi cho cái áo anh em ơi. Không có đồ gì khui. Nón kim shop. Nón kim này không có thua shop. Áo phục hồi 30 shop. Đâu hồ kim không cho vũ khí cho thằng áo nhỉ. Ôi rồi hồ kim toàn trang bị không vậy. Đâu, đôi giày 19, 15, 20. Đâu, cái này thêm cái tóc nữa, có tiền rồi nè. Thêm cái tóc nữa được rồi nè mày. Khui. Khui, rồi xong, toàn. Vừa rồi là đa số là đồ kim. Không có một đồ gì luôn. Giờ là mấy con kia mít hoàn toàn rồi. Mấy con hờ này là mít nè mày. Phải rồi là rất đồ kim quá trời. Rồi. Và đây là hai con cuối cùng trong cái bát 48 ngày hôm nay. Anh em đang xem đừng quên hãy đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn vào nút like, chia sẻ, ủng hộ với Khải, ủng hộ cho anh em ơi. Và Khải gần đạt được 20.000 subscribe rồi. Mong rằng anh em nào mà xem video của Khải nhiều cũng như là chưa xem và cũng như là mới xem lần đầu, đừng quên ủng hộ Khải một đăng ký kênh, ủng hộ cho anh em ơi. Nhẹ các ngọc bội ngon rồi anh em ơi, ngon lành rồi. Bọn biết văn lên đó. Quá đẹp luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Võ đăng quyền này nọ đâu anh em. Thôi nô 1 đó anh em tự xử đi. Đó, tí nữa gao quần rớp anh em ơi. Anh em nào mua được giá bán. Ôi ơi. Hồi kim mà không có trang sức là ton rồi. Hồi kim mình ra nón vào tay là thấy ton rồi anh em ơi. Rồi ton.
Nói chung là hên xui nè mà, xin được mời boss hên xui nè, đâu phải là muốn ra ra đâu. Tiếp theo, ở đậu xanh còn con mọc giống kim hả? Sốp nè, sốp nè, trời nó này sốp luôn, sinh lực gì cần 50 đánh đấm gì, sốp nè, rồi toàn luôn, một tay kim không có gì luôn. Rồi chỉ được mỗi ngọc bội thôi mày, bắn ngày hôm nay chỉ được mỗi ngọc bội thôi mày. Má, thiệt sự này mày. Rồi, ok, chúng ta sẽ phù gì cho anh em xem. Chung thì đồ lúc nãy Khải soi cho anh em ít đồ thì không có đồ gì hết em ơi. Ba đồ cùi thôi. Này cho anh em xem cho nó mấy cái đồ cũng xin đa không đẹp lắm. Chỉ được mỗi ngọc bội thôi em ơi. Thì anh em có thể tu lại video lúc đầu anh em ơi, thì được một cái kích kháng lôi 10. Đây anh em qua anh em đoạn anh em xem. Đây là những món đồ có thể là gọi là cho này, không bán là cho anh em mà. Cho anh em ban này, đó, kháng lôi 10, sinh lực 131. Nón này thì cũng shop thôi, đỡ anh em trưng bày cho vui, cho xấu dòng chả cái dòng gì nữa nè. Cái này phòng thủ 20 thử đây là khắc liền em. Phòng thủ 2x em, đây phòng thủ có 2 điểm vãi cánh thôi. Rồi tiếp theo, bao tây này thì kháng hỏa 16, chuyển hóa sát thương 11. Nếu như ai nào mà đi theo cái hướng nón thủy, vũ khí thủy là được, ví dụ như 60 chón kèm với ngọc bội 20 chón nữa thì đạt 80 chón rồi, thì có thể đi theo bao tây này lái thêm được 11 chuyển hóa nữa. Đó, kháng hỏa cũng cao, sinh lực cũng được. Rồi mang cái đây mọc kháng lôi và chuyển hóa thì cũng ngon. Rồi nhẫn lôi chuyển hóa nữa cũng được, chuyển hóa 4x gì đó, 7x gì đó. Mang theo đôi giày kim nữa thì chuyển hóa cũng có thể lên được 4-5x. Đó, bao tay này cũng dạng bao tay thần hiếm đó, nhưng mà giá cả chưa biết được. Đây này bao tay thần hiếm đó. Đôi giày này thì cho anh em, không bán này mà. Đôi giày này tốc sinh lực lực 520, rồi cho thì không bán. Đó. Rồi còn bên này thì được một ngọc bội nô mộ này mà. Lâu lắm rồi á, sang đến bây giờ là ở server này là khai sáng là gần 2 rương rồi. Gần 2 rương này vừa chơi tốn gần, có thể nói là một rương 60, khả đánh 120 con rồi đây, 120 con nhân cho 200 xu một cái. Thì 2 rương nhân cho là được 24 kim. 24 kim nhân ra thì khả tốn đã hơn tính ra về bờ anh em ơi. Khả tốn hơn là gần mất chi phí được gần 2 triệu, sau 4 bát gần 2 triệu rồi. Khả thu được ngọc bội này thiệt sự anh em là đồng bắt tuyệt đây. Bán bèo lắm, ít nhất phải 45 kim em, khẳng định em luôn. Ít nhất phải 45 kim là tầm phải 3 triệu hơn. Đó. Quá đẹp. Rồi. Nói chung thì cảm ơn em đã theo dõi video này và đừng quên like chia sẻ ủng hộ nhiệt tình hơn 150 like. Khải sẽ tiếp tục lên bát 49 và 50, 51, 52, có thể là lên 60, 61, 62 cho anh em xem tiếp tục nha. Nếu được sự ủng hộ của anh em ở những cái bát như thế này thì đừng quên cứ like chia sẻ mạnh nha anh em ơi. Rồi. Bây giờ thì Khải sẽ tắt cái video này và tiếp tục comment với anh em nha.